một sáng mùa xuân, bầu trời đầy én bay, một người từ hải ngoại quay về cố hương, mang theo nỗi khát khao về một nhịp cầu, mang theo nỗi ước mơ về. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, chiều ngày 2 tháng 2 năm 2021 của tôi. Thưa quý vị, Reuters có loan tin trước 12 giờ trưa, giờ miền Đông Hoa Kỳ, hai luật sư mới của cựu Tổng thống Donald Trump là ông David Squan và Bruce Castro đã nộp hồ sơ gọi là brief, cái tranh luận, cái bài tranh luận của luật sư trước Thượng viện để mà gọi là bênh vực cựu Tổng thống Donald Trump không bị trút phế. Họ phải nộp trước một tuần thưa quý vị. Vì ngày 9 tháng 2 là ngày sẽ xử xem thử cái kết tội được cựu Tổng thống Donald Trump về cái tội xúi dục bạo loạn ở đồi Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 hay không. Thưa quý vị, trước đây đó thì luật sư có 5 luật sư đại diện cho Tổng thống Donald Trump là luật sư Butch Bowers, luật sư Deborah Barbier và các cựu công tố viên nhưng mà cũng là luật sư nữa, đó là Greg Harris, Johnny Gasser và Josh Howard. Thì 5 vị luật sư này với sự thỏa thuận với cựu tổng thống Donald Trump, họ rút lui không đại diện cho cựu tổng thống Donald Trump nữa. Thì có nhiều người họ nói rằng là e ngại là có tính khí gì đó với cựu tổng thống Donald Trump nên họ bỏ. Thưa quý vị, điều đó không có trúng đâu. Điều đó không có trúng đâu thưa quý vị. Vì cái lúc mà cái phiên cái motion to dismiss tức là cái đơn mà xin gọi là hủy không có luận tội kết tội tổng thống Trump do thượng nghị sĩ Rand Paul ở tại Kentucky thì rõ ràng là có 45 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa vẫn đứng yên lại với cựu tổng thống Donald Trump, họ không đồng ý cái việc mà kết tội. Trong đó có cả thượng nghị sĩ Mitch McConnell là lãnh tụ khối thiểu số bây giờ. Chỉ có một vài đảng viên Cộng hòa mà nhảy rào, thì đó là 5 đảng viên đó thì mọi người đã dự trù trước rồi. Đó là ông Mitt Romney ở Utah, bà Susan Collins ở tại Maine, bà Lisa Murkowski ở tại Alaska v.v. Thì họ dự trù chỉ có vậy thôi. Nên là cựu tổng thống Donald Trump là mutual decision, là cái quyết định song phương với 5 vị luật sư cũ đó, là để cho họ nghỉ vì không cần tới mức độ mà 5 luật sư như vậy. Và có thể có những cái sự xung đột về một chút xíu về vấn đề mà tranh luận. Nhưng mà rõ ràng là việc này không phải là vấn đề pháp lý, mà việc này là vấn đề chính trị nhiều hơn. Và vì vấn đề chính trị như vậy cho nên thưa quý vị hãy xem thấy cái tiếng Anh nó gọi là impeachment managers, tức là đoàn công tố viện ở Hạ viện lên ở liên bang thì toàn là đảng Dân Chủ hết. Xin quý vị hãy xem hình ảnh đoàn công tố viện ở Hạ viện đưa lên, gồm danh sách những ai. Đây là impeachment managers, tức là đoàn công tố viện của Hạ viện để truy tố cựu Tổng thống Donald Trump ở tại Thượng viện. Những người đó là các vị dân biểu liên bang, gồm có Jamie Raskin, dân biểu liên bang ở tại Maryland, đảng Dân Chủ,
Diana DeGette, Dân Chủ ở Colorado, David Sicilian, Dân Chủ ở Rhode Island, Joaquin Castro, Dân Chủ ở Texas, Eric Swalwell, Dân Chủ ở California, Ted Lieu, Dân Chủ ở California, Stacey Blaskett, Dân Chủ ở US, Virgin Island, at large, Joe Negus, Dân Chủ ở Colorado, và Madeline Dean, Dân Chủ ở Pennsylvania. Họ đã trình bày bản luận tội cựu Tổng thống Donald Trump và họ chuẩn bị trả lời bản trả lời của luật sư cựu Tổng thống Donald Trump. Họ có mặt ở tại Thượng viện, đứng xếp hàng như vậy, thưa quý vị. Và đó là hình ảnh đoàn công tố viện, hoàn toàn là vấn đề chính trị, chứ chẳng phải vì vấn đề công lý và pháp luật cả. Thế thì thưa với quý vị là báo chí truyền thông nước Mỹ từ cánh hữu cho đến cánh tả dự trù rằng khó có thể mà kết tội được cựu Tổng thống Donald Trump. Vì khó có thể lấy được 17 đảng viên Cộng hòa nhảy rào để trở thành 67 lá phiếu kết tội ông. Thì cựu Tổng thống Donald Trump đâu cần gì phải thuê nhiều luật sư như vậy để tốn tiền. Và cái hồ sơ mà hôm nay đó, hai luật sư mới của Tổng thống Donald Trump nộp lên đó thưa quý vị, là chú tâm vào cái điểm nó gọi là chứ là truy tố một vị cựu tổng thống là không có hợp pháp, không có hợp hiến. Chứ không tập trung vào cái việc mà nói rằng là chứ Tổng thống Trump cho rằng có gian lận bầu cử. Vì cái chuyện mà gọi là có gian lận bầu cử hay không á, nó không còn là yếu tố chính ở đây. Mà nếu mà nói ra như vậy á, sẽ bị coi như bị lạc đề. Và nhiều đảng viên Cộng hòa họ cũng ngao ngán cái chuyện này rồi. Nên nó không có nói về cái vấn đề gọi là bảo rằng là cựu Tổng thống Donald Trump bị ăn cắp cuộc bầu cử. Không có lập luận cái đó. Mà chỉ lập luận rằng là chứ là truy tố một vị cựu Tổng thống là không có trong hiến pháp. Thì trong cái lúc mà tranh luận cái ngày 13 tháng Giêng đó thưa quý vị, thì bên đảng Dân Chủ họ vẫn nói rằng là trong quá khứ chưa có một vị cựu tổng thống nào bị truy tố, nhưng có một số vị cựu quan chức là bị truy tố nên cũng có thể được áp dụng cho một vị cựu tổng thống. Lý luận này có hợp hiến hay không? Thì đó là do các đảng viên Cộng hòa cũng sẽ suy nghĩ, mà tôi nghĩ rằng là khó mà có được 17 đảng viên Cộng hòa nhảy qua bên đó để mà bỏ phiếu cho bảo à như vậy là được. Cho nên họ chỉ tập trung vào vấn đề là trong hiến pháp không có cho truy tố một cựu tổng thống. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đó là cái bản hồ sơ đó, brief đó, là không có nói đến cái việc mà gian lận bầu cử. Nhưng mà đó, có nói đến, nếu mà thí dụ như vậy đó, có nói đến cái việc gọi là kêu gọi biểu tình, thì kêu gọi biểu tình không có nghĩa rằng là kích động bạo lực. Thì họ tập trung vô như vậy. Cái những người mà họ đi tới đó, đó là cái người supporters, nó không nằm ở trong hoàn toàn trong vòng kiểm soát của cựu Tổng thống Trump. Đó là điểm thứ hai mà họ tập trung vô. Họ biện luận. Họ nói rằng là những người mà ủng hộ, nhân dân ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump, họ là những người cá thể riêng biệt, độc lập. Và họ cũng đã có những cái tính toán riêng của họ rồi. Nên không thể nào mang những cái tính toán riêng đó của họ mà trút trách nhiệm hoàn toàn lên trên cựu Tổng thống Donald Trump. Cựu Tổng thống Donald Trump có kêu gọi đi biểu tình, nhưng không có nghĩa rằng là kêu gọi cuộc bạo loạn. Đó là lý luận
của các luật sư gửi lên trên tòa, thưa quý vị. Đây, tòa đây tức là Thượng viện đó. Thì tôi cũng xin tường trình đến tất cả quý vị câu chuyện ngày hôm nay. Hai luật sư mới của cựu Tổng thống Donald Trump đã nộp hồ sơ. Và những cái điểm chính đó, thì theo tôi nghĩ những điểm chính này né tránh cái việc kêu nói rằng là có gian lận bầu cử đó, thì khó có thể thu hút được 17 đảng viên Cộng hòa nhảy rào để bỏ phiếu kết tội cựu Tổng thống Donald Trump. Đó là câu chuyện của nước Mỹ ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả theo dõi với tôi Góc nhìn Hoàng Duy Hùng chiều ngày 2 tháng 2 năm 2021. Và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.